Hey, chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Này có máy đánh bóng đem ra quay chia sẻ đó các bạn ha. Con này thì thực tế là anh khách nó lợi ở đây anh lấy nè. Anh đang đứng ở đây đó. Anh mặc áo trắng á, đi với xe màu trắng luôn kìa đó. Hay quay chia sẻ các bạn nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì đánh bóng ha, anh nhận đánh bóng inox, đánh bóng bồn bể rồi anh nhận luôn nha. Đó, sẵn bia cho anh luôn. Đó. Dưỡng ảnh này thì ở đâu? Đi vào đợi gì? Ở Tráng Bơm Đồng Nai các bạn. Đó, anh xuống đây anh mua cái máy này. Về anh đánh bóng inox. Anh mua hai con là con qua con nhỏ rồi con bự ha. Đó, xong hết rồi. Giờ quay chia sẻ các bạn thôi. Rồi, khởi động. Máy này thì có hệ thống hút bụi luôn các bạn. Đây nè, nó chạy cái motor 5 ngựa. Rồi khóa là mở cái kính nè. Motor 5 ngựa bên trong ha. Hai hệ thống hút bụi hai bên. Quay chạy cho các bạn xem. Này gắn cái bánh giải vô đây là đánh bóng rất là ok luôn. Đánh xong nó sẽ hút bụi ra làm sao luôn ha. À, rất là ok. Hút bụi ra làm sao anh em mà chế cái mặt bích gì đó để bắt cái này để ấy vô túi bụi nữa là xong. À. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Nói chung là giờ mấy nay bị cấm ra đường rồi, cấm di chuyển tùm lum hết. Nên anh em ở nhà ngồi coi video cho đỡ buồn nha. Còn coi mà thấy vui thì bấm một cái like, còn không vui thì bỏ qua ha anh em. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em.